Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Bèo. Hôm nay mình đã đột nhập thành công nick của Supi Sakato đây. Các bạn có thể thấy là hiện tại là mình đang chơi nick của Supi nha. ID là 739712. Có rất là nhiều bạn sau khi coi cái video mà kỳ lân level 2 kết hợp với trọng lực 0.1 thì có yêu cầu mình là anh thử làm về sóc bay cộng với trọng lực 0.1 đi. Do là nick của mình không có sóc bay cho nên là mình đã qua nick của Supi đó. Hiện tại là nick của Supi có sóc bay nha các bạn. Đấy, có sóc bay luôn nha. Sóc bay level 1 thôi. Mà nói thật thì sóc bay level 2 ở Việt Nam ấy, các bạn kêu là ông Lý Chí Dũng có sóc bay level 2 đúng không? Theo mình được biết thì hình như là cái sóc bay đấy là được admin tặng cho chứ không phải là tự kiếm đâu. Chứ mình khẳng định luôn là để mà thu thập đủ cái mảnh để mà nâng cấp sóc bay level 2 ấy, thì nói thật mình nghĩ là chưa có ai đủ đâu. Ngoài trừ khi được admin tặng thì may ra là có thôi, chứ mà để mà thu thập đủ 600 mảnh thì mình nghĩ là chả có cái event nào đâu. Đây, nick của Supi là mình nghĩ là chơi từ cái đợt là ID 739 này, là chứng tỏ là chơi từ cái đợt đầu game rồi đấy, từ khi mà game mới ra rồi đấy đó. Mà bây giờ mình đừng có được từng này mảnh này, các bạn nghĩ làm sao mà kiếm được tận 900 mảnh để mà lên được từ cấp 1 xong lên cấp 2, khó lắm. Ok thì không liên thuyên nhiều nữa, trước khi vào video các bạn đừng quên để lại like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký và cái chuông đăng ký ủng hộ Mèo Béo các bạn nhớ. Và là fan của Mèo Béo và yêu quý Mèo Béo thì đừng quên bình luận hashtag là thăng Mèo Béo và đừng quên làm những điều tương tự với thành viên của team các bạn nhớ. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá xem là sóc bay level 1 cộng với trọng lực 0.1 để coi xem có gì đặc biệt không các bạn nhá. Đó, thì hiện tại là mình mới tạo một con map mới đây. Mới tạo một con map mới các bạn ạ. Đúng rồi, hiện tại là đây. Mình cũng biết là mình sẽ giới thiệu qua một vòng xem là nick của Supi có gì không các bạn nhá. Thì các bạn có thấy là trang phục thì Supi gần như chỉ có mỗi cái khủng long mà thôi. Cái trang phục Angelan này tặng miễn phí này, còn cái trang phục Minibis này là mua với giá 10 xu ở đó. Có thể coi là gần như là Supi chỉ mua mỗi trang phục khủng long các bạn ạ. Về DI gần như cũng không có gì nhiều hơn đó, rất là ít DI luôn, gần như là chỉ có mỗi bộ các bạn ạ. Đấy, cái bộ này tặng miễn phí cơ, mình cái bộ này như tặng miễn phí các bạn ạ. Đấy, gần như là không có gì nhiều. Kỳ lân thì chưa mở khóa, khủng long có level 1 rồi phải, đúng rồi, khủng long mà có level 1 này, sắp bay level 1, chưa có bộ, chưa có voi này, voi level 1, ồ sư tử biển này, sư tử biển level 1 đó. Nói chung thì cũng khá ít đồ các bạn ạ. Về kho đồ thì cũng không thể có nhiều lắm. Ồ, có mảnh pha lê này, sắp đủ mở lên nữa. Hình như là còn thiếu 23 mảnh nữa đủ mở pha lê này. Đó, khá là nhiều chứ. Có jog này, có jog khá là nhiều mảnh nhưng mà jog này, Annie này. Nói chung là cũng rất là nhiều mảnh trang phục các thứ luôn. Khá là nhiều các bạn ạ. Đó, nói chung là cũng khá là nhiều đồ. Ở đây thì kéo mãi không hết luôn. Trời ơi, nhiều phết chứ. Ở phần nhân vật thì đây, có thể thấy là gần như là toàn nhân vật level 1 thôi. Mặc dù là mở khóa rất là nhiều nhân vật nhưng mà chủ yếu là các nhân vật level 1 các bạn ạ. Đây, chủ yếu là các nhân vật level 1 thôi. Hình như là có tù trưởng, đây, có tù trưởng level 1. Đó, những nhân vật này hình như là level 0 chứ. Đây, đây có giáo sư level 1 này. Có giáo sư level 1. Cindy level 1, có Cindy level 1 các bạn ạ. Nini level 1, Kaka level 1. Đó, nói chung là cũng khá là nhiều các bạn ạ, khá là nhiều luôn. Gấu con thì chưa mở khóa, đấy mình sẽ test qua review qua các bạn nhá. Thì về vườn hình như vườn level 10 phải. Mình nhớ không nhầm thì vườn của Supi là level 10. Ok, quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Đây, sóc bay đây. Đó, sóc bay, nhìn mặt cute phết các bạn ạ, nhìn mặt con này cute phết. Cái kính con này đội giống cái kính của Cindy ấy nhở đúng không? Nè, đấy, khá là giống cái kính của Cindy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ, để mình xài thử đi. Xài thử nhân vật Cindy đi, đấy. Xài Cindy cho đồng bộ các bạn ạ, nhìn cho đồng bộ. Đó, có thấy không? Nhìn nhìn đúng kiểu đấy, kiểu chủ với cả thú nuôi các bạn thấy không? Đấy, nhìn không? Hai cái kính, nó đội mũ cái kính này đó các bạn thấy không? Đó, khá là giống nhau luôn. Đó, bây giờ lên thử nào. Trước tiên mình sẽ test thử với trọng lực không nhá, trọng lực 1. Trọng lực 1 trước nhá, đây. Để trọng lực 1 đi. Đó, hiện tại trọng lực 1 các bạn nhá. Nào bây giờ nhảy thử nào. Hiện tại là 8 ô này, 8 lốc này. Nhảy hết lực. Hey. Lên được 21, tức là nhảy được cao được tầm khoảng là 13 ô các bạn ạ. Chỉ nhìn lên tầm khoảng 13 ô thôi, khá là thấp đúng không? Nói chung thì sóc bay level 1 mà để bình thường này chỉ có 13 ô thôi. Đấy, 8 này, nhảy lên này. Đó, tầm khoảng 21 ô là 13 ô các bạn ạ. Nhảy được 13 ô nhá. Sóc bay level 1 thì nhảy cao 13 ô các bạn nhá. Mà đúng rồi, mình không biết là thực sự là mình không biết làm thế nào để có thể là lượn chứ không nữa. Bạn nào biết xài sóc bay mà có thể lượn chứ không không? Mình bấm nút xíu không được này. Đấy, mình bấm nút xíu và tự rơi luôn. Đó, mình cũng không hiểu vì sao luôn. Đó, này, giữ nó cách không được này. Đó, mình cũng không hiểu. Giữ nó xíu không được này. Đấy, mình không hiểu luôn ý. Hồi trước thỉnh thoảng mình có lượn ở trên không, kiểu như là con sóc bay ấy, nó bay lượn trên không ấy, kiểu như là rơi chậm chậm, rơi từ từ ấy đấy. Nhưng mà mình không làm được, mình cũng không được rồi này. Đấy, không hiểu vì sao được này đấy.
Ê, bỗng nhiên được kìa. Ồ, không hiểu vì sao luôn các bạn ạ. Bỗng nhiên lúc được lúc không mình cũng không hiểu vì sao nữa. Ấy, mình không biết bấm nút gì luôn. Bạn nào biết là bấm nút gì thì đừng quên để lại bình luận cho mình biết nhé. Chứ thực sự là mình cũng không biết bấm nút gì các bạn ạ. Ờ, để lại nào. Ơi, lúc nãy được bây giờ không được luôn. Đấy, mình cũng không hiểu bấm nút gì luôn. Trời ơi. Không biết là nút gì ta. Không phải nút ship rồi, không phải nút ship rồi. Nút cách à? Nút cách không được các bạn ạ. Không biết nút gì luôn, thật sự không biết nút gì luôn. Thực sự là mình không biết nút gì cả. Nãy giờ mình ngồi mình test mãi mà không biết các bạn ạ. Thôi, nói chung là quay trở lại chủ đề chính là chúng ta sẽ thử là chỉnh xem trọng được 0.1 xem như nào nào. Đó. Không, tí nữa là mình sẽ lên mặt trăng các bạn ạ. Tí nữa mình sẽ bay lên mặt trăng để coi xem như nào nữa. Đó, coi nào. Đây là hiện tại là 8 này. Đẩy này lên. Wow, 39, 40, 41, 41 các bạn ạ. Ui, bay được 41 luôn. Wow, 41 các bạn nhá. Vậy là khá là cao chứ. 41 là tức là bay lên thêm được tầm khoảng 33 ô. 33 ô các bạn ạ, 33 ô là cũng khá là cao đấy. Wow. Nói chung thì với trọng lực 0.1, trọng lực 0.1 ở trên mặt đất thì nó sẽ bay lên tầm khoảng 33 ô các bạn nhá. Khá là cao đấy. Bây giờ mình sẽ thử test trên Horus xem như nào. Bây giờ mình sẽ lấy cái gì nhỉ? Đây, mình sẽ lấy cái này đấy. Tàu vũ trụ đúng rồi. Lấy tàu vũ trụ ra này. Vũ trụ ở phần nào ta công cụ đúng không? Đây. Đấy, tàu vũ trụ này, bình nhiên liệu này. Rồi, ok, đi các bạn ơi. Nào, lên mặt trăng ạ. Rồ. Đó, để coi xem nào, không biết bay cao bay xa như nào. Hôm trước thì sau cái video mà test với Kỳ Lân level 2 thì có nhiều bạn bảo mình là anh chỉ cần ăn cái quả oxy thì cái con thần thú của anh nó sẽ tự động sống trên mặt trăng được. Mình cũng không hiểu lắm. Đó. Bây giờ mình sẽ thử lấy quả oxy ra nào nào. Nhiều bạn bảo mình là phải ăn cái quả oxy đúng không? Ăn quả oxy thì sẽ thì thần thú của mình sẽ mặc định sống ở trên mặt trăng. Không biết là thật hay không? Mình cũng chưa test thử. Bây giờ mình sẽ lên test thử xem là liệu rằng có thật hay không nhá. Nào, lên mặt trăng các bạn, lên thử mặt trăng xem nào. Rồi, ok luôn. Đã lên mặt trăng thành công. Ok. Rồi. Nào, nghe nói là ấy, ăn quả oxy đúng không? Ăn quả oxy thì thần thú có thể dùng được trên mặt trăng. Trước tiên là mình sẽ thử đó. Gọi em nào. Đó, các bạn có thấy là mình ấy không thể là nhảy luôn. Không thể nhảy luôn. Đó, rất là lag luôn. Đó, rất là bị đơ luôn. Đấy, nó bị chậm đấy. Nói chung thì bây giờ mình sẽ thử ăn quả oxy nhá. Mình sẽ thử ăn quả oxy xem như nào. Ăn quả oxy này. Rồi, ok. Gọi thần thú này. Không được, không được. Các bạn ơi, không được. Không được. Trời ơi, ông nào bảo tôi có được đâu. Trời ơi, cú lừa rồi, cú lừa rồi. Hay là cho thần thú ăn quả oxy. Làm sao cho được. Ông mà các ông cú lừa tôi rồi. Trời ơi, bây giờ mình sẽ thử thử dùng cái gì nhỉ? Cái ba lô oxy nhá. Rồi, đây. Cái gói oxy đây, dùng luôn. Nào, bây giờ dùng luôn cái này này. Bấm B này, sinh tồn này. Đó. Rồi, để coi anh em nha. Các bạn thấy không? Đó, cái con thần thú của mình sắp chết rồi này. Nó mất máu dần dần này, thấy không? Đó, có được đâu. Mặc dù nó vẫn nhảy thật đấy. Nó vẫn nhảy được nhưng mà bị mất máu. Các bạn ạ, bị mất máu. Mặc dù đúng là nhảy được thật nhưng mà khi mà các bạn đeo bình oxy này. Đeo bình oxy nhá, thì các bạn hoàn toàn có thể dùng thần thú được nhá. Đây. Đó, ok. Vậy là ok, đã hiểu rồi. Các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ thử. Ui, chết rồi, con thần thú mình gần chết rồi các bạn ạ. Mình sẽ test với trọng lực thường nhá. Trọng đây ở đây hiện tại dùng trọng lực 1 nhá. Trọng lực 1 trên Horus. Ui, chết, thần thú gần chết rồi. Ê, chết. Không biết là con sóc bay ăn gì nhỉ? Bạn nào biết con sóc bay này ăn gì không? Thì đừng quên để lại bình luận cho mình biết nhá. Ở đây là mình đang đứng trên tầng 32 này. Lên 32 lên được tầm khoảng 54 tức là 54 tức bao nhiêu nhỉ? nên nhảy được 20 ô các bạn ạ. Nhảy được 20 ô nếu như là trọng lực 1 các bạn nhá. Nhảy được 20 ô nếu như trọng lực 1. Bây giờ mình sẽ để trọng lực 0.1 này. Đó. Trọng lực 0.1 để nhảy thử em nào. Nào, 32 các bạn. Lên. 65, 66, 68, 70. 70 các bạn ạ. Ui, đứng kiểu lơ lửng trên không này. Wow, đúng kiểu đứng trên không luôn các bạn ơi. Vậy là tức là chúng ta nhảy được lên tầm khoảng là 38 lốc các bạn ạ. Nhảy được 38 lốc. Nó cũng không cao lắm nữa. Nếu mà đây tuổi vì hiện tại là mình đang xài sóc bay level 1, không thể nào bì được với cả sóc bay level 2 được. Sóc bay level 2 gần như không có đâu. Trời ơi, chỉ có may ra đi xin chị thỏ để có thôi. Đi làm gì có ông nào mở khóa được. Trời ơi, đừng có khoe ông Dũng. Ông Lý Chí Dũng có nha. Trời ơi, ông Lý Chí Dũng hình như là được chị thỏ cấp cho mà. Được chị thỏ cấp cho mới được chứ. Ôi, đây cái gì này. Ê, cái này là gì ta? Không biết đó. Trời, mình cũng không biết cái này làm gì luôn. Đó, thì
Nói chung thì vừa rồi là mình đã test cho các bạn là cái con sóc bay level 1 thôi. Khi mà kết hợp với cả trọng lực 0.1 cũng như là với cái trọng lực trên Horus nữa thì mình nghĩ là nó bay khá là cao luôn. Bay chung là tầm khoảng là sóc bay level 1 thì nó bay tối đa lên được tầm khoảng 38 block đấy. Tính là sơ sơ tầm khoảng 38 đến 40 block các bạn ạ. Ok, thì video xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn thấy video này hay và bổ ích đừng quên để lại like. Đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký và chuông đăng ký của mình nhé các bạn nhớ. Xin chào và hẹn gặp lại.